thiếu tài. Ừ, bạn ơi, bây giờ là mình vừa làm xong công việc của mình, là anh em mình tự đi đặt mấy cái lợp đó, mình đi dỡ dỡ lợp đây chứ. Cái thứ ba ơi, nhảy dây chả nói này nè, trời ơi, là trời dục cu giờ nè. Ừ, chào tất cả các bạn. Tụi mình sau khi làm xong công việc rồi thì cuối giờ rồi, bây giờ đi dỡ lợp nha các bạn. Kiếm mồi về tối sương sương đi có bài. Không có đưa cái tay nó vô rồi. Rồi đưa tay đầu bấm chặn cái lúc đấy. Đi rồi hả? Thuốc ăn bao rau nhúc nè. Nó nhúc ra nhiều lắm các bạn ơi. Mình đang đi vô trong cái theo cái lọc thứ ba nha các bạn. Trạm này là một cái sân gôn Tân Mỹ nha các bạn. Thuộc huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Mẹ em đi sát vô cái ông ấy là ông dở đi từ từ nó má. Đỡ với ông tự ra quá trời thôi, ngồi vô mấy cái cánh đồng này gừng chàm gì quá khứ các bạn ơi, nước quá các bạn ơi. Ê, bạn tự tôi sẵn xuống dỡ lợp đầu tiên, lợp đầu tiên là cái lợp này làm cái nào đó trời bỉ cái bộ quá khứ các bạn ơi. Cá qua con, có cá qua thôi, cá các bạn ơi, cá rô nghe các bạn, cá rô rô ở cái này cũng được ngồi quá rồi, quá im cá rô nói chuyện. Còn có ít cá sặc nữa nha các bạn. Đừng có quen vô quần cắt nha ông nổi. Cá rô các bạn ơi. Bảy rồi. Cá rô mày. Cũng được cỡ nửa ký các bạn ơi. Không tới đâu. Là cái lọc đầu tiên. Chụp hết cá sạch. Cá sạch ngon nè. Bự không à? Đặt luôn ha. Bự luôn các bạn. Các bạn tôi có rồi mình đặt lại nha các bạn. Căng lọc. Đây căng câu là cái con cái nữa. Đặt lọc là kêu bằng căng lọc. Giỏi nhất trong cái đám của tôi. Nhưng mà xá cá lắm các bạn. Có anh này nè, anh này cái tay nghề là giỏi, nhưng mà cái cá thì chung là không chính xác gì cho mấy. Đứng xa xa. Đợi ta ngồi vãi đó các bạn. Ơi, đừng đặt lên anh đợi ơi. Đem ra đám cái đám ngồi chung. Đây đang ngon đặt, không phải bậy bạn. Đang dính ha. Nói chung là mình cũng không có gành nghề lọc bạn ơi, mình ở miền Tây. Nhưng mà lên đây thì đâu có các bạn nào dẫn chứ đi làm vậy đó. Mà mình cũng theo, thấy vui quá. Các bạn nhớ cho mình like nha. Rồi, vào đây. Rồi tiếp tục đi dỡ cái lợp thứ hai các bạn ơi. Có bốn lợp, bốn thằng. Đi vô đây cũng mình sợ con cá là không có gì, nhưng mà sợ ông các bạn ơi. Ông đốt. Quá trời. Mình lỗi vô ba cái chạm nè. Dạ. Chưa từ từ. Đây cái lợp này đang nhúc nhích cực kỳ luôn nha các bạn, không biết là có dính không à. Chắc có rồi. Hả? Quá khứ rồi, ta quá khứ các bạn ơi, quá. Có lóc cả mà chúng rồi. Bao nhiêu có lóc. Cà rô. Rô mề các bạn. Cái sặc nữa các bạn ơi. Chứng tỏ là cá mới vô nè. Cá đúng rồi. Cá mới vô sáng là có vô. Được. Ở đây nói đây. Ở đây là có lóc. Bảy cá chết để gì vậy, vụ ngắn. Sao không dám mất cá mà dữ lắm. Vậy tôi nói rồi, có cá không? Các bạn ơi, hai cái cũng được khá các bạn, chắc đủ rồi. Nửa ký rồi. Có nửa ký bạn ơi. Quá trời cá ngon, con cá rô nó cái đầu. Rô này bự không bạn? Yếu ăn. Rồi sao? Cái lóc ngang này quá cá các bạn ơi. Theo như anh em mình làm như vậy là xuyên làm gì là ăn là dư sức các bạn ơi. Ủa, ăn uống sinh hoạt ngày này kia rồi cho vợ con cái nó dư giả ra. Cái sạch cỡ hai ngón tay ba ngón tay là sống nhiều lắm. Không mà lấy gì ăn. Ăn què. Đứng xa xa quay lấy từ dòng cảnh nữa ta. Nói chung mình mới cũng mới làm đây các bạn ơi, nhưng mới đặt lợp đây thôi chứ chưa gần không lại nữa. Anh em định ham vui thôi.
thôi thôi nhìn đặt thích đó em hết không đó. Gần chỗ đó biết không, có đường nó qua lỡ. Tại vì mấy cái lợp này là mình mới đặt hồi hôm qua đó các bạn, nên là hồi chiều hôm qua. Ở đâu? Nên là tới bữa nay thì thu hoạch nó cũng khá chứ nó cũng chưa gọi là nhiều lắm. Hôm nay thăm thì chắc có lẽ là cỡ 2-3 ngày nữa mới thăm. Tại vì một phần anh em cũng bận công việc, một phần để cho cá nó nhiều mình thăm luôn. Cái dấu người ta đó đừng có gỡ, kệ người ta đi. Được Tự ơi, Tự kiếm luồng khác đi, luồng này ta làm giống nhiều quá, để cho người ta đặt đi. Mình đi ra ngoài đi. Đảo lại nha các bạn, tại vì cái luồng này người ta làm giống, người ta đặt rất là nhiều, nên mình không muốn đụng chạm. Lụm mấy con cá hồi nãy đó, đổ ra. Cái máy à? Bốn cái lợp cũng được có khoảng ký gữ gần 2 ký cá lộn xộn nha các bạn. Cá hai cân. Rô phi, cá sạc, cá rô phi, cá gô được một em cá lóc. Như vậy cũng xỉn rồi các bạn ơi. Không đặt thì nếu mà mua thì cũng tầm khoảng cả 100.000 rồi các bạn. Dân đi làm mướn mà, nên mình làm tiết kiệm được cái đồng nào đỡ đồng nấy. Quá, 2 ký quá. Nhiều đây mà nếu mà mình không đi giả lợp thì mua có nhiêu anh nhạc? Cái này cho tung cỡ được cỡ 100 ngoài các bạn ơi. Đủ sống cho một ngày à. Cho 4 gia đình. Làm mướn mà ha. Tiết kiệm nhiều hay nhiều ha. À, anh Nghĩa chào các bạn cô chú ơi. Hello chào các bạn. Vậy là kết thúc xong thăm 4 cái lợp và đặt lợ luôn nha các bạn. Hello chào cả nhà. Được khoảng 2 ký khoảng á. Rồi ba anh em đứng lợ đàng hoàng chào đang kết thúc video cô chú ơi. Hello chào cả nhà.
Rồi, video cũng khá dài rồi nên là xin được phép kết thúc video tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào cái video tiếp theo.